AK shop giới thiệu anh em video review NVX155 với phần đèn trước lắp đặt LED Audi kết hợp LED Unlock, kết hợp hiệu ứng chạy ghi xi nhan, phần đèn trợ sáng L4 hoạt động hai chức năng on off và vaccine đá đèn. Trước tiên là phần đèn chính với quả tiết LED Audi kết hợp LED Unlock cùng với hiệu ứng chạy ghi xi nhan. Phần quả tiết LED LED, số lượng muốn unlock và màu sắc LED các bạn hãy tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Ở video các bạn đang xem, lúc này LED LED màu xanh dương kết hợp unlock màu đỏ cùng với xi nhan vàng hiệu ứng chạy. Trước tiên khi các bạn chưa mở công tắc đèn, lúc này LED LED chưa sáng, khi các bạn bật xi nhan, các bạn hãy gõ lúc này bên phải màn hình, LED LED hiển thị màu vàng kết hợp hiệu ứng chạy xi nhan. Phần màu sắc LED ở chế độ xi nhan các bạn cũng phải tùy chọn trong các màu trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Và tiếng xi nhan các bạn đang nghe trong video là tiếng tiếng tông xi nhan. Tốc độ chạy khi xi nhan các bạn phải tùy chỉnh nhanh chậm theo cầu khi lắp đặt. Tương tự với phần xi nhan còn lại. Các bạn xem rõ đây là hiệu ứng chạy khi xi nhan từ dưới lên trên. Khi bạn mở công tắc đèn đêm, lúc này LED Audi sáng ở chế độ đèn đời mi. Và ở video bạn đang xem, lúc này là Audi xanh dương kết hợp những bóng unlock màu đỏ. Và tất cả unlock khi lắp đặt tại shop sử dụng cho các bạn unlock thế hệ đời mới nhất, với đặc điểm nhận dạng sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng unlock khi ở chế độ đời mi lẫn xi nhan. Các bạn xem rõ, trên bóng unlock sẽ có 4 ngăn đèn, 3 ngăn bên ngoài, 1 ngăn ở giữa. Đối với những unlock thế hệ đời trước, khi bạn mở đời mi chỉ sáng 3 ngăn bên ngoài, khi bạn mở xi nhan mới sáng ngăn ở giữa. Đó là những unlock thế hệ đời cũ. Unlock thế hệ đời mới, các bạn nhìn rõ là sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng. Các bạn xem rõ bóng unlock, khi ở chế độ đời mi lẫn xi nhan đều sáng đầy đủ 4 ngăn đèn. Đó là đặc điểm nhận dạng của bóng unlock thế hệ đời mới. Lúc này LED Audi đang hiển thị chức năng đờ mi. Khi các bạn bật xi nhan bên nào, bên đó tự động chuyển sang màu vàng và kết hợp hiệu ứng chạy như ban đầu. Các bạn đang xem bên góc phải màn hình, lúc này là LED Audi hiển thị màu vàng và xi nhan chạy. Bên góc trái màn hình vẫn hiển thị chế độ đờ mi. Khi các bạn tắt xi nhan, đèn tự động chuyển về chế độ đờ mi ban đầu. Tất cả hoàn toàn tự động, các bạn chỉ việc tắt mở công tắc trên xe. Đèn chuyển đổi màu và thực hiện hiệu ứng chạy hoàn toàn tự động do mạch làm việc. Tương tự với phần xi nhan còn lại. Và bạn thấy rõ hai xi nhan bên dưới được thay thế sang LED màu đỏ. Cũng như phần đèn đờ mi, zin của xe đã được thay sang LED màu trắng. Tốc độ chạy và màu sắc LED các bạn hãy tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Khi bạn tắt xi nhan, đèn tự động chuyển về chế độ đờ mi. Và đây là hình ảnh quả tiết LED Audi. Phần quả tiết LED các bạn hãy tùy chọn kiểu theo cầu khi lắp đặt. Cái đó là phần đèn trợ sáng L4 lắp đặt ở vị trí phục trước, hoạt động hai chức năng on off và vaccine đá đèn. Và đây là công tắc dùng để vaccine đá đèn. Cái đó là công tắc LED dùng để tắt mở đèn trợ sáng. Và đây là chức năng vaccine đá đèn. Đèn trợ sáng khi lắp đặt lên xe các bạn hãy tùy chỉnh vị trí. Các bạn hãy chọn ở vị trí chân phụt hoặc là trên chân kiến. Tất cả đèn chiếu sáng phụ trợ khi lắp đặt tại shop, từ những đèn công suất thông dụng cho tới những đèn công suất cao, đều sử dụng mạch điện GLE và giắc nối giữa đèn, giữa mạch. Ưu điểm của việc sử dụng mạch điện GLE giúp đèn phát huy hết công suất, truyền tải trực tiếp điện từ ắc quy lên đèn. Việc sử dụng giắc cắm tiện lợi cho các bạn tháo lắp đèn khi không có nhu cầu sử dụng trong thời gian lâu dài. Các bạn có thể tháo đèn ra, mạch điện vẫn nằm trên xe và không ảnh hưởng đến các điện khác. Khi các bạn có nhu cầu sử dụng đèn trợ sáng, các bạn chỉ việc lắp lại và ghim dắt, khi đó có thể sử dụng bình thường. Đó là hai ưu điểm của việc sử dụng mạch điện GLE và dắt cắm.
dành cho đèn chiếu sáng phụ trợ. Video review NVS155 với phần đèn trước LED Audi kết hợp LED Alox cùng với hiệu ứng chạy Xi-Nhan. Phần đèn trợ sáng L4 lắp đặt ở vị trí phụ trước, hoạt động hai chức năng on off và vắc xin đá đèn. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.